Trường Tân Quy, quận 7. Hôm nay mình xin giới thiệu một số quyển sách mình đang đọc. Đầu tiên, bộ ảnh 365 ngày phát triển trí tuệ. Trong đó có nhiều chủ đề khác nhau. Thí dụ, quyển các loài vật. Trong đó có nhiều hình ảnh và chú thích rõ ràng giúp chúng ta có thể hiểu biết các loài vật xung quanh mình. Thật là thú vị đúng không các bạn? Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loài thế giới tự nhiên. Ngôi nhà của em. Thể thao. Và nếu các bạn muốn chơi thì các bạn hãy đọc quyển sách này, tìm điểm khác biệt. Trong đây có nhiều điểm khác biệt rất dễ thương. Và các bạn đã tìm được điểm khác biệt nào chưa? Hãy nói cho mình nghe biết nhé. Tiếp theo là bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Trong đây có nhiều chủ đề khác nhau. Thí dụ như quyển Việc học không hề đáng sợ. Trong đó có những mẫu chuyện nhỏ và giúp chúng ta không hề sợ hãi khi đến trường nữa các bạn ạ. Thật là thú vị. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những quyển này: Thói quen tốt theo tôi trọn đời, Thật ra tôi rất giỏi, Là một người bao dung, Việc của mình tự mình làm. Mỗi quyển sách giúp cho mình tính tự lập và lòng bao dung đối với mọi người xung quanh. Phần trình bày của mình tới đây là hết. Chúc các bạn lựa được những quyển sách hay và có thêm kiến thức nhé. Bye bye các bạn.